Ukraine và Ba Lan ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Scholz đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm, trong đó Ba Lan cam kết cung cấp cho Ukraine thêm viện trợ quân sự. Tại Warsaw, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh. Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 8 tháng 7 cho biết, Ba Lan sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các gói hỗ trợ quân sự và cam kết tiếp tục duy trì ủng hộ với nước này trong thời hạn 10 năm của thỏa thuận. Warsaw sẽ cân nhắc tiếp tục chuyển giao thêm một phi đội MiG-29 cho Kyiv, tương đương tối thiểu 14 phi cơ. Thỏa thuận cũng đề cập đến việc thiết lập cơ chế hạ tên lửa, máy bay không người lái UAV trên không phận Ukraine trong trường hợp quả đạn bay về hướng Ba Lan. Từ đầu xung đột thì tên lửa Nga đã hai lần từ Ukraine bay vào không phận của Ba Lan. Quốc gia thành viên NATO rồi quay trở lại bên kia biên giới. Thỏa thuận còn đề cập đến việc thành lập quân đoàn Ukraine, lực lượng tình nguyện được đào tạo tại Ba Lan. Đơn vị này sẵn sàng tiếp nhận công dân Ukraine đang sinh sống tại Ba Lan cũng như các quốc gia khác. Thỏa thuận cũng bao gồm việc tăng cường hợp tác song phương trên lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, bao gồm đặt nhà máy sản xuất của công ty vũ khí Ba Lan tại Ukraine. Ngoài ra, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác bên lĩnh vực phi quân sự như tình báo, an ninh mạng, an ninh thông tin và hàng hải, bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Ba Lan là một trong các quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong xung đột. Từ khi chiến sự bùng phát, Warsaw đã cung cấp cho Kyiv 44 gói viện trợ quân sự, bao gồm nhiều loại vũ khí và trang thiết bị có tổng giá trị khoảng 4 tỷ đô. Đây là thỏa thuận an ninh song phương thứ 21 Ukraine đã ký với các nước như Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Thỏa thuận với Ba Lan được công bố ngay sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa vào loạt thành phố của Ukraine, trong đó có Kyiv. Giới chức Ukraine cho biết, phòng không nước này đã bắn hạ 30 trên 38 quả đạn. Song vụ tấn công đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và gây hư hại cho 50 tòa nhà dân sự, trong đó có bệnh viện nhi lớn nhất tại thủ đô Kyiv. Theo cơ quan an ninh Ukraine, công trình này đã trúng một tên lửa hành trình KH-101. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tập kích đã đánh trúng các mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng như dự kiến, thêm rằng thiệt hại với cơ sở dân sự là do tên lửa phòng không của Kyiv gây ra. Trong cuộc họp báo chung với ông Tusk, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tập kích của Nga, đồng thời kêu gọi các đối tác phản ứng mạnh mẽ hơn nữa trước động thái của Moscow. Ông cũng đề nghị phương Tây giúp Kyiv tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ hạ tầng năng lượng. Thủ tướng Tusk cho biết Ba Lan đang thảo luận về cách cung cấp năng lượng cho Ukraine trước khi mùa đông tới.